Dương kính chào và cảm ơn quý vị đón xem chương trình Việt Nam đi về đâu ngày 3 tháng 11 năm 2014 với hai chủ đề: Cộng sản Việt Nam, cậu học trò dễ bảo mà khó dạy, và chuẩn bị chiến tranh ở biển Nam Trung Hoa. Mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, Nhật Bản và Đại Hàn chỉ cần chưa đầy 30 năm sau chiến tranh tàn phá và đói nghèo đã trở thành quốc gia công nghiệp toàn diện, trong khi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mãi ngần ấy thời gian vẫn chưa sản xuất được chiếc bù lon đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mời quý vị theo dõi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm viếng chính thức Đại Hàn trong 4 ngày đầu tháng 10 năm 2014, bộc lộ điều gì khi hai nước thiết lập ban giao từ năm 1992 đã nâng lên hàng đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, thưa quý vị? Thứ nhất là Việt Nam tự ti mặc cảm, vì khi báo chí lúc nào cũng đưa lên nói là Tổng Bí thư hoặc là Chủ tịch nước hoặc là Thủ tướng được đón tiếp hết sức trọng thị, chân tình, thân tình. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã được 21 phát đại bác chào mừng. Như vậy thì đã do cái ngoại giao Đại Hàn họ thực dụng mà linh động, chứ không phải là thực sự là họ gọi là trọng thị gì cả. Bởi vì đối với nền ngoại giao thực dụng thì họ không quan tâm đến lắm đến các nghi thức về ngoại giao, là chỉ có cấp gọi là quốc gia, tức là chủ tịch hoặc là tổng thống thì mới được coi như là đại diện cho quốc gia đó. Còn Tổng Bí thư là một đảng của một đảng, không bao giờ được đón tiếp. Nhưng mà người Đại Hàn không cần biết điều đó, chỉ biết làm vừa lòng để mình có thể đầu tư, để mình có thể kiếm lời trong cái thị trường Việt Nam mà thôi. Như vậy tức là do cái chỗ mình chứ bao giờ cũng muốn nói rằng à, chúng tôi được các nước đón tiếp rất là trọng thị rồi, rất là đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự không hiểu được rõ ràng cái cách thức ngoại giao thực dụng của họ. Thứ hai là về bất bình đẳng. Làm sao mà hai bên nói là bình đẳng được khi GDP Việt Nam chỉ có 187 tỷ USD so với 1.700 tỷ USD và 130.000 ông chủ Đại Hàn trên đất Việt. Trong khi đó thì Việt Nam có 125.000 người tại Đại Hàn, gồm có 70.000 lao động, 5.000 sinh viên và 50.000 cô dâu. Như vậy tôi nghĩ rằng nhìn cái cách thức đó, có người còn nói một câu rất là chói tai, là số người Nhật, số người Đại Hàn ở tại Việt Nam làm ông chủ, còn số người Việt Nam ở tại Đại Hàn làm đại tớ. Thì quả thực nghe nó xót xa, nhưng mà thực thực là như thế. Đại Hàn thì lo đi cho việc, Việt Nam thì xin việc, thì cũng không thể nói là hai bên nó gọi là bình đẳng được. Đại Hàn thì một quốc gia kỹ nghệ phát triển, trong số 24 quốc gia giàu nhất thế giới, Việt Nam quốc gia đang phát triển chưa làm được một con bù lon đúng tiêu chuẩn quốc tế, chỉ trúng thầu bao bì in ấn cho điện thoại thông minh của hãng Samsung ở tại Bắc Giang. Việt Nam cần Đại Hàn hơn Đại Hàn cần Việt Nam, đó là điều mà Việt Nam phải thừa nhận, chứ không phải hai bên cần nhau đâu. Bởi vì Đại Hàn họ có thể chuyển các đầu tư sang nước khác nếu bị ăn cắp linh kiện như chúng ta vừa thấy ở Bắc Giang vừa rồi. Thì nếu mà lương lao động tăng thì họ cũng là chuyển đến sang Myanmar chẳng hạn. Như vậy thì Việt Nam mới cần, và cần tức là phải thỏa mãn các điều kiện của họ. Như thế không có gì gọi là bình đẳng như là Việt Nam muốn nói rằng tôi và anh đứng ngang hàng với nhau. Đó chỉ là một cách nói để tự ti mà thôi. Nguyễn Phú Trọng đáp từ chủ nhà khi nói tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của Hàn Quốc, và tiếp tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế thì lại nói Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn do điểm xuất phát quá thấp, khoảng cách về trình độ phát triển còn lớn trong khu vực. Quý vị nghĩ sao? Thứ nhất là xuất phát điểm Việt Nam cao hơn Đại Hàn vào lúc đó, năm 1960, thì Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa thì cao hơn Đại Hàn quá xa. Như vậy không thể nói rằng cái xuất phát điểm Việt Nam thấp. Còn với bao nhiêu trí thức xã hội chủ nghĩa cử đi du học, du hành,
quan sát ở nước ngoài, mà khi về nước hành xử như giống như Hồ Chí Minh đã làm, thấy nhưng không theo. Hồ Chí Minh đi khắp hết, thấy tất cả những cái tươi sáng ở các cái xã hội khác, nhưng mà không, mình vẫn xây dựng một cái xã hội là đen tối mà chúng ta không ai có thể bác bỏ được. Bởi vì sao? Bởi vì họ kém hiểu biết nên dẫn tới cái cuồng tín, khó phân biệt đúng sai và bạn thù. Thực tế, trên cuộc sống này, trên trái đất này, thì không có kẻ thù nào gọi là muôn thuở mà đồng minh trọn kiếp cả. Nhưng Việt Nam là ôm cái câu đó vào. Kẻ thù thì nhất định muôn thuở và đồng minh thì trọn kiếp. Dù đồng minh có ăn hiếp mình, dù đồng minh có đá đít mình chăng nữa, thì cuối cùng họ vẫn trung thành như thường. Đại Hàn thành công vì sao? Vì tuyệt đối không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tìm đồng minh mạnh, không mà không khắc ám. Nghĩa là không có cái âm mưu đen tối nào để mà cướp đất, để mà kiếm lợi. Và xây dựng thể chế dân chủ phổ cập, chứ không phải dân chủ xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam. Nền kinh tế thị trường ở trên khắp toàn cầu, chứ không có nghĩa nền kinh tế do mình điều khiển. Điều hành xã hội công khai, minh bạch. Còn Việt Nam thất bại vì sao? Việt Nam thất bại vì bám chặt vào chủ nghĩa cộng sản. Thưa quý vị, có nước cộng sản nào mà phát triển tiến bộ hay không? Câu trả lời là không. Và kết tình đồng minh với thế lực đen tối là Bắc Kinh chẳng hạn. Cho tới giờ phút này mà Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đến Trung Cộng, đến Bắc Kinh lại nói rằng thôi hai bên chẳng có cái gì là bất đồng đâu, chỉ bất đồng anh em nhỏ nhặt thôi, đâu có đáng kể. Và hai bên này chúng ta luôn luôn giữ cái gọi là đại cục lên làm đầu. Cho nên Việt Nam mất đất, mất biển và bị cư xử không bình đẳng lúc nào cũng có. Về không chịu chỉ áp dụng nghĩa là dân chủ tập trung như là Hồ Chí Minh đã dạy, giảng dạy với các cán bộ rằng như các cô chú đây có cái gì đó trong tay của các chú đưa cho bác, bác bỏ vào rương, bác khóa lại, đó là dân chủ tập trung. Thì như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ràng dân chủ tập trung là cái gì. Kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, bây giờ đi khắp nơi trên thế giới, người ta có công nhận anh chỉ là vì lý do chính trị mà thôi, chứ không hề biết rõ rằng anh là một người đi theo cái kinh tế định hướng, một nền kinh tế thị trường. Thực sự, điều hành xã hội thì mù mờ, điều đó chắc ai cũng biết. Việt Nam lây hoay mãi, mấy chục năm vẫn không xây dựng được nền giáo dục cần thiết để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa đất nước mà Đại Hàn làm được. Vì sao vậy thưa quý vị? Thưa quý vị, chúng ta đều thấy rõ ràng Việt Nam đã bao nhiêu lần thay đổi, nhưng mà tại sao không làm được, không đào tạo con người? Con người là tạo ra của cải vật chất, con người là điều hành xã hội. Nhưng mà nếu không đào tạo được những lớp người có khả năng như thế, thì đất nước phải lùi bại. Thưa quý vị, câu chuyện đó chúng ta thấy rõ ràng. Như vậy thì Đại Hàn họ quá khôn đi. Khi họ năm 1968 họ bê nguyên chương trình giáo dục của Nhật, đem dịch lại và đem giảng dạy, ngoại trừ cái môn lịch sử và văn hóa mà thôi. Thì tại sao họ chọn như vậy? Bởi vì Nhật gần tốn gần 100 năm để tích hợp được cái nền giáo dục Tây Phương cho phù hợp với người Ả Đông. Thì như vậy đó là một cái chương trình rất là tốt. Tại sao chúng ta không dùng mà lại đi vẽ ra một cái chương trình khác? Việt Nam cứ vẽ mãi, cuối cùng thì không có bao giờ làm được cả. Nhật Bản, cái nền giáo, nhờ nền giáo dục đó mà Nhật Bản khôi phục đất nước nhanh chóng. Hơn 20 năm sau, năm 1988, Đại Hàn thành quốc gia công nghiệp phát triển. Dân Đại Hàn không quay lưng với trí tuệ của đô hộ Nhật từ năm 1910 tới năm 1945. Việt Nam thì không làm được điều đó vì thiếu tinh thần thực dụng. Cho nên Việt Nam không làm được những điều mà Đại Hàn đã làm. Con đường công nghiệp hóa đất nước không đến bằng khẩu hiệu, ngôn ngữ tuyên truyền mà từ các kế hoạch khả thi. Nên Việt Nam phải làm gì thưa quý vị? Giới lãnh đạo dân chúng phải đánh giá chính xác thực trạng đất nước và khả năng của dân tộc. Và thứ hai, Việt Nam hãy thành thật với bản thân, bạn bè cũng như mọi người trên thế gian để tạo niềm tin chung sống hòa bình và phát triển. Một điều bất tín, vạn sự khó tin. Việt Nam không thể mãi ngửa tay xin tiền thiên hạ. Như tiến sĩ Lê Đăng Danh có lần đã nói rằng các cái chuyên gia quốc tế người ta hỏi là mày cứ nói cho tao biết rằng chừng nào thì tụi mày không còn ngửa tay xin tiền. Thưa quý vị, nhục ơi là nhục.
Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với phần chủ đề Biển Đông sau thông tin thương mại. Mới bước vào cửa là đã thấy sóng động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always live, always on. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân. Bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay 1-855-401-8346. 1-855-401-8346. Cuộc sống của chúng ta trên trái đất này rất mỏng manh. Sức khỏe xuống dốc và thay đổi hoàn toàn khi bước qua mỗi một thập niên. Chưa kể đến sự bất ngờ khi khám phá ra những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, như suy nội tạng trong cơ thể, bộc phát và đe dọa mạng sống. Viện nghiên cứu từ các trường đại học y khoa nổi tiếng tại Hoa Kỳ khám phá sự thần kỳ của thân, cây, lá, hạt và trái của mãng cầu xiêm từ khu rừng nhiệt đới Amazon, Brazil là một loại dược thảo chữa trị tất cả các loại ung thư ác tính. Các bác sĩ còn công nhận hiệu quả không tưởng tượng được hơn 10.000 lần. Loại hóa trị Adriamycin chống đỡ lại những phản ứng phụ như nôn mửa, rụng tóc. Mãng cầu xiêm Graviola còn giúp chống lại những loại vi khuẩn, nấm độc, ký sinh trùng trong đường ruột, hạ thấp huyết áp, chữa trị hoen suyễn, tiểu đường, chống kinh phong co giật, chống trầm cảm cũng như rối loạn tâm thần. 140 viên có liều lượng 750mg mỗi viên trong từng lọ là một công thức thần kỳ, còn có thêm lá cây Organic Moringa và vitamin B12 tăng cường thêm hệ thống miễn nhiễm, sức đề kháng và cung cấp sinh lực tràn đầy. Mãng cầu xiêm Graviola là công thức song song với Super Fucodan chi dược tạo của công ty Jade, làm thành một hàng giao sắt bảo vệ cho cơ thể con người tuyệt đối trong môi trường khắc nghiệt hiện nay. Hãy cùng với công ty Jade tìm đến cuộc sống lạc quan, yêu đời với sức khỏe trường thọ. Jade, giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời. Cộng đồng người Việt Detroit xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Cảm Ơn Anh, Người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 7 sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2014 để cùng chia sẻ và vinh danh các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ một phần thân thể của mình trong cuộc chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam được tự do dân chủ tại Bellagio, số 4100X14 Mount Road, Warren, Michigan với sự góp mặt của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh và Tường Vi. Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc Trần Định 313-574-9050 hay Nhị Đào 586-945-9281. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để theo dõi chủ đề chuẩn bị chiến tranh ở Biển Nam Trung Hoa. Kính thưa quý vị, mặc dù hai mặt trận châu Âu và Trung Đông đang chiếm hết các trang báo quốc tế hàng ngày, nhưng không vì thế mà các quốc gia liên quan trực tiếp hoặc có quyền lợi ở Biển Nam Trung Hoa lại lãng sao công tác chuẩn bị chiến tranh. Mời quý vị theo dõi. Kể từ đầu năm 2014, các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và Ấn Độ đã có 4 cuộc thăm viếng để nâng cao mối quan hệ hợp tác chiến lược khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Tại sao vậy, thưa quý vị? Thứ nhất, Ấn Độ và Việt Nam mở rộng hợp tác vì rằng họ cùng chung mối đe dọa từ Trung Cộng. Ấn Độ và Việt Nam gần gũi hơn trong phong trào phi liên kết năm 1955. Thì gần như hai bên đó có nhiều mối quan hệ rất mật thiết với nhau, cho nên họ dễ hợp tác. Ấn, Nhật, Mỹ, Úc liên kết bao vây Trung Cộng. Tuy là chưa có cái hiệp ước chính thức, nên Việt Nam có gần gũi với Ấn thì cũng đồng nghĩa với
gần gũi với cái liên minh Nhật, Úc, Mỹ, Ấn như vậy, để chúng ta thấy rằng họ đang cố tình tách Việt Nam ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Cộng. Thứ hai là các lĩnh vực hợp tác gồm có gì? Gồm có chính sách hướng đông của Ấn Độ tới ASEAN thì cần có Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một quốc gia lớn ở trong đó và có thể làm cái đầu cầu để Ấn Độ thực hiện được cái chương trình hướng đông của mình. Về kinh tế thì từ 7 tỷ USD họ dự trù trong 5 năm tới sẽ lên thương mại hai chiều, sẽ lên tới 20 tỷ USD. Năng lượng, về thăm dò dầu khí ngoài khơi, Ấn Độ đã thực hiện từ năm 1988 và bây giờ đang thăm dò tại hai cái khu nữa ở trên biển của Việt Nam. Về phương diện an ninh thì Ấn Độ cho Việt Nam vay tín dụng 100 triệu USD để mua tuần duyên hạm. Việt Nam còn đang có ý định muốn mua hỏa tiễn hành trình Palamos tối tân nhất của Ấn Độ, khiến cho Bắc Kinh phải sốt ruột. Đứng trước triển vọng bị quốc tế bao vây, cô lập nên Bắc Kinh đã vùng vẫy như thế nào, thưa quý vị? Thứ nhất là họ khai thác tài nguyên. Họ bây giờ đang nhanh chóng, đang vội vã để làm các ụ nổi để dùng cho các tàu 1.000 tấn cập, và họ sửa chữa tất cả các cái tàu bè quân sự cũng như dân sự ở đang hoạt động ở trong vùng từ Hoàng Sa rồi tới Trường Sa. Như thế sẽ giúp cho các hoạt động về khai thác hải sản và khai thác dầu hỏa nó thuận tiện hơn. Rồi Trung Cộng cũng quân sự hóa hết các cái đảo nhân tạo, làm lên là xây dựng căn cứ quân sự liền. Và có thể có những đường bay để trong tương lai là một mối đe dọa rất là lớn đối với các nước trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trữ lượng dầu hỏa ở biển Nam Trung Hoa thì cơ quan thông tin năng lượng Mỹ nói rằng 11 tỷ thùng dầu thô và 190.000 tỷ mét khối khí tương đương với Mỹ-Tư-Cơ đứng thứ 10 trên các nước sản xuất dầu hỏa. Nhưng cái số liệu của phía Trung Cộng đưa lên thì lớn hơn. Năm công ty khai thác 1.2 triệu thùng dầu và 3.200 tỷ mét khối khí mỗi ngày ở tại Biển Đông trong năm vừa qua. Trung Cộng thì tiến bộ và khai thác dầu hỏa ở nước sâu, vùng nước sâu. Nhờ họ đã mua được công ty Nexen của Canada với giá 15 tỷ USD năm 2012. Trung Cộng hy vọng sẽ tăng lượng tiêu thụ dầu khí đốt từ 5% lên tới 10% vào năm 2020. Trên phương diện pháp lý thì Trung Cộng đang cố diễn dịch sai luật biển liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế cũng như là chủ quyền và các biển đảo chẳng hạn. Họ không công nhận tòa án trọng tài quốc tế, như trường hợp phi luật đăng kiện thì họ không tham dự. Họ sử dụng hỏa lực mềm, tức là hăm dọa sẽ trả đũa Ấn Độ, đe dọa là chiến thắng Việt Nam. Họ nói rằng Việt Nam không thể nào thắng được Trung Cộng trong cái cuộc chiến cả. Về quân sự thì họ đưa chiến đấu cơ J-11 và oanh tạc cơ JH-7 tới Hoàng Sa. Như vậy để họ sẽ thực hiện những cái hành động tiếp theo. Đang tiếp tục đóng một cái tàu sân bay của nội địa và 7 khu trục hạm. Cái loại đã trang bị các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn giống như của Hoa Kỳ chẳng hạn. Rải 17 bộ phao ngầm ở Biển Đông phục vụ cho 50 tàu ngầm hoạt động. Phản ứng của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á đối với luận điệu và hành động Bắc Kinh ra sao, thưa quý vị? Thứ nhất là Phi cho biết rằng tòa án trọng tài quốc tế sẽ công bố kết quả vào đầu năm 2016. Manila đang công bố cái bản đồ cổ của Trung Quốc, của Trung Hoa. Cái những bản đồ này trong thời gian 1136 tới 1933 chẳng hạn. Trong thời gian đó thì tất cả cái bản đồ cổ của Trung Hoa đều vẽ không có Hoàng Sa và Scarborough. Như vậy thì hà cớ gì Trung Cộng lại nói rằng tất cả những đảo đó là của họ. Manila ngưng tu sửa sân bay trên đảo Thị Tứ và không thảo luận song phương tại diễn đàn hợp tác châu Á sắp tới đây.
Nghĩa là họ nhất quyết không nói chuyện đàm phán song phương cả. Về Đài Loan thì họ đưa tuần dương hạm 3.000 tấn phi cơ hải tuần B-3 và vũ khí để phòng thủ cho đảo Thái Bình, tức là đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa, cách đảo nhân tạo của Trung Cộng độ 70 km. Tổng tham mưu trưởng của Indonesia nói rằng không muốn cường quốc kinh tế Trung Cộng gây bất ổn tại khu vực. Việt Nam thì bị Đài Loan tố cáo mở rộng các rặng đá và rặng san hô bằng 11 sân banh theo phong trào góp đá xây dựng Trường Sa do Cộng sản Việt Nam tổ chức. Điều này cho thấy rằng tại sao là khi Phùng Quang Thanh đến Bắc Kinh lại nói là cái chuyện mà Trung Quốc đã làm các đảo nhân tạo, tu sửa nó thì cũng giống như các nước khác cũng làm như vậy. Có phải là biện minh một việc làm trái khuấy của Trung Cộng hay không? Thứ hai là tham vấn DOC và COC. Tức là hiện nay thì Trung Cộng lại dở cái trò là kêu các nước họp lại ở cấp thứ trưởng lần thứ 8 vào cuối tháng 10 để mà nói chuyện xem là làm thế nào để tuân hành các cái điều ở trong gọi là tuyên bố ứng xử trên Biển Đông và nghiên cứu xem có thể thực hiện được, có thể tiếp tục thảo luận về cái gọi là bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hay không. Nhưng mà không ai tin tưởng rằng cái cuộc họp đó sẽ mang lại kết quả. Tại sao Mỹ sẵn sàng tham chiến ở biển Nam Trung Hoa, thưa quý vị? Thứ nhất, ở các lĩnh vực tranh chấp ở Biển Đông, chúng ta thấy về lãnh thổ, về quyền chủ thể, tức là vùng đặc quyền kinh tế, và về đánh bắt hải sản, khai thác dầu khí chẳng hạn, về tuyến hải vận quốc tế. Bởi vì đây là một con đường huyết mạch của quốc tế, cho nên cái tầm quan trọng của nó liên quan đến đó. Mà nếu bị nghẹt thì có lẽ là xin chuyện. Về tự do hàng hải thì rõ ràng là Hoa Kỳ thấy rằng những điều đó là những cái quyền lợi sống còn của mình, cho nên không thể nào chấp nhận được cái thái độ, cái chủ trương bành trướng của Trung Cộng. Như vậy thì Mỹ thì sao? Mỹ thì không chấp nhận bị hạn chế hàng hải trên Biển Đông, cho nên phải bằng mọi giá phải bảo vệ được quyền lợi sống còn. Như thế thì chúng ta nhìn được một điều, dù cho Trung Đông và ở Nga có lẽ là có căng thẳng đó, nhưng mà không phải là nguy hiểm, không phải là làm thiệt hại đến quyền lợi của Mỹ, giống như cái sự thiệt hại nếu Trung Cộng làm chủ được vùng Biển Đông, hoặc họ gọi là Biển Nam Trung Hoa. Trung Cộng thì cương quyết nói rằng Biển Nam Trung Hoa là sẽ thành áo nhà của mình, cho nên họ diễn dịch quy luật biển sai để kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Cho nên mới xảy ra cái tình trạng là các chiến đấu cơ của Trung Cộng đã nhào lộn và bay sát các phi cơ, ép sát các phi cơ hải tuần B-8A của Hoa Kỳ, mở rộng vùng đặc quyền kinh tế cho các nhóm đảo như chúng ta thấy vừa rồi ở tại đảo Trường Sa chẳng hạn. Họ nói họ có quyền khai thác trong cái vùng đặc quyền kinh tế, nhưng mà thực tế thì quần đảo Hoàng Sa không có quyền có vùng đặc quyền kinh tế theo luật biển. Họ lại chuẩn bị lập các khu nhận diện phòng không ở Nam và Bắc Biển Đông. Như vậy thì Việt Nam phải chọn bên nào mà không thể đứng ở giữa được. Rõ ràng là Việt Nam biết rằng sẽ có cuộc chiến xảy ra, nhưng nếu Việt Nam không có cách nào đứng giữa, họ không theo bên nào thì họ cũng bị bưu đầu bức tráng như thường. Cho nên việc quan trọng là Việt Nam phải biết chọn cái đồng minh nào mà có thể dẫn đến mình chiến thắng. Còn nếu không thì sẽ gánh là trở nên một cái gánh nặng và thiệt hại trầm trọng đối với dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Đi Về Đâu. Hẹn tái ngộ. Với mục đích giúp cho các học sinh nghèo tại quê nhà có phương tiện học hành,
Xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến ủng hộ buổi văn nghệ dạ tiệc dạ vũ gây quỹ do Việt Nam Dream for Success phối hợp cùng với nhóm thân hữu thiện nguyện tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 23 tháng 11 2014 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, với sự góp mặt của nữ ca sĩ Y Phương. Vé có bán tại Thẩm mỹ viện Ngọc Minh, 703-237-3999. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm, 703-307-5001 hay Sơn Trần, 703-850-1723. Một ngày dã rời đầy stress, phải cần đến thần dược collagen yến. 13.000mg collagen, siêu Q10, mật trầu hoa nữ thơm ngát. Sự thay đổi bắt đầu, trẻ hơn, khỏe hơn. Tinh khiết của nước trong lành từ Kobe, cảm giác sao quát tuyệt vời. Tinh chất yến thượng hạng, vitamin C thơm ngọt, tự tin hơn mỗi ngày là điều chắc chắn. Jade đúng là vua của collagen. Collagen yến thượng hạng của công ty Jade, công thức duy nhất trên thế giới. Xương khớp thoái hóa đau đớn, làn da bị nám, sần sùi, bong chóc, tối sầm, mái tóc bạc nhanh và rụng đầy tả tơi. Chưa kể đến những đêm dài mất ngủ, sinh lực yếu mòn. Tuổi xuân ơi đâu rồi? Câu trả lời nằm gọn trong chai collagen có yến thượng hạng của công ty Jade. Đó là giải đáp duy nhất kéo dài sức trẻ tuổi xuân của con người, thay đổi tất cả những gì đe dọa bên trong cơ thể. Một hộp 10 chai, mỗi chai chứa đựng collagen 13.000mg với yến đỏ thượng hạng từ Nhật Bản, siêu Q10 ngừa mỡ nơi vành tim, vitamin B1, B2, B6, vitamin C thơm ngát, mật trà hoa nữ làm đôi mắt dạng người tươi sáng, hương trái cây tropical quyến rũ. Tất cả những dược chất này chỉ chờ đợi để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta bước đến sự thành công mỹ mãn. Với chương trình $80 một hộp khi mua 4 hộp trở lên, công ty J rất vui mừng để đưa chúng ta trở lại khung trời của trẻ hóa kiêu sa tuyệt diệu hàng mơ ước. Jade đúng là vua của collagen.